Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình tài chính và kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2021. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là rất thú vị. Và chúng ta đã biết rằng là siêu lừa Bernard Madoff, người mà đã lừa lên đến con số 50 tỷ đô, vừa mới qua đời ngày hôm qua trong tù, hưởng dương là 82 tuổi. Câu chuyện đặt ra đối với chúng ta là Madoff, một trong những bậc lão thành được cho là đáng kính trên thị trường chứng khoán Mỹ, mà lại có những cái bước đi, những cái cách thức mà người ta cho là lừa đảo, và ông phải chịu một cái mức án tù lên đến 150 năm. Xin nhắc lại là 150 năm. Và ở những cái giây phút cuối đời, khi ông đã lâm bệnh nặng và ông xin phép được ân xá, nhưng mà tòa án từ chối, bởi vì cái sức ảnh hưởng cũng như cái hậu quả của cái sự việc lừa đảo con số 50 tỷ đô vào cái thời giá, vào thời điểm năm 2008, cách đây 13 năm, nó quá lớn, khiến cho tòa án không thể đưa ra phán quyết ân xá cho Madoff. Và cái kết cục đáng buồn của một người đàn ông đã từng là chủ tịch của sàn chứng khoán Nasdaq tại Mỹ, xin nhắc lại là đã từng là chủ tịch của sàn chứng khoán Nasdaq tại Mỹ, thực sự là đi vào ngõ cụt. Và nhưng câu chuyện của chúng ta ở đây là gì? Cái nhân vật Madoff, những cái sự kiện liên quan Madoff đã nhắn gửi điều gì cho mỗi cá nhân chúng ta trong cái việc là chúng ta sẽ có những cái hiểu biết về quản lý tài chính? Và tại sao ở Việt Nam mình, tôi có thể kể đến hàng chục, thậm chí hàng trăm các cái cách thức và các cái tình huống lừa đảo tương tự, nhưng mà chúng ta vẫn mắc phải? Và quan trọng hơn nữa là chính bản thân con người Madoff đã mang lại cho chúng ta những bài học gì, và mang lại cho chúng ta, thậm chí ông có thể chỉ đường cho chúng ta để tránh những cái xa lầy mà ông đã gặp phải. Thưa các bạn, 50 tỷ đô là con số mà ở thời điểm năm 2008, khủng hoảng tài chính toàn cầu đã nổ ra vào cuối năm 2008 với sự phá sản của hàng loạt các ngân hàng đầu tư, đặc biệt là Lehman Brothers, đã phơi bày ra ánh sáng những cái thương vụ siêu lừa đảo. Và cụ thể trong trường hợp này là Bernard Madoff, một người đã từng là chủ tịch của sàn chứng khoán Nasdaq vào năm 90, 91 và 93, một người được cho là một trong những nhân vật đáng kính trên thị trường tài chính Mỹ, đã lừa đảo hàng loạt các nhà đầu tư, từ cá nhân cho đến thậm chí là các quỹ đầu tư, các cái quỹ đầu tư của các cái trường đại học, rồi các cái quỹ từ thiện, bỏ tiền vào một cái công ty mà chỉ có 3 người thôi, và cuối cùng kết cục là khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra năm 2008 thì mọi thứ nó vỡ lở, và Bernard Madoff đã phải thừa nhận rằng là mình sử dụng một cái kỹ thuật rất là cổ điển, rất là đơn giản, có tên là Ponzi. Ponzi tức là do một người có tên là Sark Ponzi, ông áp dụng cái cách thức này để lừa đảo, và từ đó thì nó mang tên ông. Và cái cách thức Ponzi này thì thực sự nó không có quá phức tạp, nhưng nó đánh vào cái điểm cốt lõi trí tử của một con người, đó là lòng tham. Thế thì anh Nguyễn Minh Tuấn, anh có thể chia sẻ với khán giả tài chính và kinh doanh cái cách thức mà Bernard Madoff đã sử dụng hay không? Vâng, thì chia sẻ về cuộc đời của Madoff thì chúng ta có thể chia ra làm hai phần, anh Long. Phần đầu tiên thì từ năm của một chàng trai 22 tuổi, tiết kiệm được 5.000 đô khi mà anh đã thực hiện cái công việc cứu hộ ở bờ biển, có một niềm đam mê mãnh liệt đối với chứng khoán. Và năm 22 tuổi khi anh thành lập cái công ty đầu tư chứng khoán đầu tiên của mình, cho đến khi mà anh liên tục gặt hái những cái thành công, cho đến thời kỳ đỉnh cao là năm 40 tuổi, khi là anh bắt đầu là khi đó là cùng thành lập sàn Nasdaq và sau đó làm chủ tịch. Và những năm 90, 91 và 93 thì đó là cái thời kỳ hoàng kim, và một cái con người từ một cái xuất phát điểm rất là thấp của một gia đình trung lưu, anh đã đi đến cái đẳng cấp thượng lưu trong xã hội, có rất nhiều tài sản, có rất nhiều mối quan hệ. Và nhưng mà sau đó thì bắt đầu từ năm 90 cho đến năm 2008 thì lại một cái chu kỳ hoàn toàn khác.
Đó là một cái chu kỳ khi mà anh sử dụng cái quỹ đầu tư của mình và đưa ra một cái gọi là phương thức đầu tư khá là phức tạp mà hôm nay thì tôi sẽ không giải thích ở đây. Đó là Color Strike. Sau đó thì thu hút những nhà đầu tư và trả cho họ một cái mức lãi suất tương ứng với cả S&P 500 là khoảng 15 cho đến 18% trong vòng liên tiếp 20 năm liền. Và sau đó thì cuộc khủng hoảng năm 2008 khi mà thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh thì Bernard đã gọi con trai của mình đến và thú nhận rằng là tất cả những cái phương án kinh doanh thì đều là một cái Ponzi lừa đảo. Và tôi sẽ giải thích cho mọi người thế nào là Ponzi. Vâng. Đấy. Ponzi thì nhiều người nghe rồi và phần lớn chúng ta cũng biết rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, đám đông ở Việt Nam mình, dân cư ở Việt Nam mình vẫn bị mắc vào cái bẫy Ponzi và bị lừa một cách rất dễ dàng. Ponzi đơn giản thôi. Ponzi là một người kinh doanh huy động vốn và sau đó họ cam kết là trả lợi nhuận, lợi tức rất cao cho cái người mà có vốn. Đấy. Nhưng họ không sử dụng cái tiền đó để kinh doanh và sinh lợi để mà tạo ra những cái lợi tức lớn như thế, mà cái tiền để họ trả lợi tức cho cái người mà góp vốn ấy, tức là người ta lại huy động tiếp tục của những người góp vốn lần sau và lấy cái tiền của người lần sau trả tiền cho người lần trước, cứ như vậy, cứ như vậy. Đấy, qua qua nhiều năm nó giống như việc là chúng ta cưỡi trên lưng hổ rồi. Đấy, thì cái câu chuyện đặt ra là cái cơ chế mà Sharp Ponzi đã đưa ra nó vô cùng đơn giản. Chúng ta biết rằng là cái cơ chế đó là nó đánh vào lòng tham của con người. Khi mình góp vốn vào, mình có một cái suy nghĩ rằng là mình bỏ một khoản tiền vào, mình ngồi mát ăn bát vàng mà không cần biết được rằng là cái người mà nhận vốn của mình ấy họ làm cái gì. Đấy, để ra tiền, mà cuối cùng thì họ làm gì ra tiền? Họ lại nhận vốn của người khác và lấy cái vốn đó để trả cái phần lãi cho mình với cái lãi rất là cao. Đấy, nhờ một thông tin là Sharp Ponzi làm cái phương thức Ponzi đó, mang tên ông luôn, đặt tên là Ponzi luôn, thì chỉ sau một năm là bị phát hiện vào những năm 1920 mấy tại Mỹ. Nhưng mà Bernard Madoff là 15 năm, hơn 15 năm không bị phát hiện. Đấy, bởi vì có rất nhiều các cái yếu tố ở đằng sau. Đấy, thế thì ở Việt Nam mình thì tôi có thể kể ra hàng loạt. Ví dụ như là Alibaba này, rồi iFan này, rồi Thần Đen này, rồi quá nhiều nên tôi không có thể kể hết được. Đấy, họ dựa vào những cái thứ rất là thời thượng, ví dụ như là bất động sản này, Bitcoin này, rồi đấy, rồi những cái loại mà dạng như tạo ra những cái đồng tiền kiểu kiểu như là thần đèn ấy. Đấy, cuối cùng thì mọi người bỏ tiền vào và nghĩ rằng là nó có thể như là Bitcoin. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì bản chất bên trong nó không có cái giá trị gì cả. À, cái tiền mà bạn nghĩ rằng là bạn có thể ngồi mát ăn bát vàng ấy, thì họ lấy tiền của người đằng sau nộp vào để trả cho bạn. Đấy, và đến một thời điểm nào đó thì họ sẽ vỡ thôi, rất là nhanh thôi, bởi vì không ai có thể kham được với cái mức lãi suất cao như vậy và không ai có thể huy động tiền được mãi mãi, đúng Và không ạ? Đấy là cơ chế Ponzi. như anh Long chia sẻ thì cái nguyên lý của nó thì rất đơn giản, nhưng mà ở mỗi trong trong mỗi thời kỳ mà khi chưa được phát hiện ra ấy, thì đối với những người mà không nắm những cái nguyên tắc cơ bản trong đầu tư ấy, thì rất dễ mắc phải. Ví dụ như chứ trong trường hợp của Madoff là ông toàn bộ tiền của huy động được là ông chỉ để ở một cái tài khoản ngân hàng thôi, và thậm chí là không làm gì cả trong vòng 15 năm và chỉ lấy cứ của người sau trả cho người trước khi mà những cái bản hạch toán được được kiểm soát ra. Thì và ông xây dựng một cái hình ảnh rất là gọi là khó để mà có thể tiếp cận để mà đầu tư. Người ta đã nói rằng là để được Madoff nhận tiền ấy thì anh phải đặt cái buổi gặp mặt đến hàng tháng thì ông ấy mới tiếp anh. Sau đó thì trong vì là một người Do Thái nên là cộng đồng Do Thái đã nói rằng là nếu như anh được gửi tiền ở chỗ Madoff ấy thì đó như là gọi là trái phiếu chính phủ, tức là cứ đến thời điểm đấy là nhận lãi thôi và anh không có phải lăn tăn cái điều gì cả. Thế thì ở đây có những cái bài học nào rút ra trong nhà đầu tư, thì có mấy cái điểm mà chúng ta phải 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 quan trọng khi mà chúng ta xuống tiền bất cứ một cú đầu tư nào, và chúng ta chỉ cần đi lại những cái điểm đó thôi anh Long. Thứ nhất đó là không đi theo đám đông.
Tức là khi mọi người nói rằng là có một cái phương thức đầu tư này hay lắm hay là không 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 hay, thì đầu tiên ý, chúng ta phải phải có một cái sự độc lập của mình, và chúng ta người ta gọi là due diligence, phải có khả năng soát xét lại toàn bộ những cái sản phẩm đó nó có hợp lý hay không. Tôi tiếp lời anh Tuấn, tôi nhận được rất nhiều cái tin nhắn các bạn trẻ hỏi tôi là đầu tư vào cái này có được không anh, em thấy bạn em đầu tư nhiều lắm, toàn thấy sư tử này, lion ấy, đại bàng này, eagle này, nghe rất kinh. Đấy, rồi Skyway rồi ba lăng nhăng cái gì đó, tôi nói thẳng luôn là các bạn không có cái cơ hội gì mà có thể đầu tư vào những cái thứ đó, bởi đó là cuộc chơi truyền khoai nóng. Các bạn biết phương Tây nó có cuộc chơi, nó có một cái game là truyền củ khoai nóng không? Truyền củ khoai nóng là gì? Tức là bạn cầm củ khoai nóng này bạn cứ truyền cho người khác, và bạn nghĩ rằng là cái người cầm củ khoai nóng cuối cùng không phải là mình. Đúng đấy, rồi. Nhưng mà cuối cùng thì một số đông, thậm chí đến vài chục ngàn người mất tiền, và những người đó là người cầm củ khoai nóng cuối cùng. Cái bài học thứ hai mà mình muốn nhấn mạnh đó là chúng ta phải hiểu chúng ta đang đầu tư vào cái gì. Có nghĩa là người đang kiếm tiền, họ đang bảo rằng là họ đang đầu tư, thì chúng ta phải hiểu là họ đang đầu tư như thế nào và cơ chế nào tạo ra tiền, chứ không phải là cứ đến kỳ và họ đưa cho chúng ta một cái bản báo cáo, thậm chí là được đóng dấu là đã được kiểm toán, thì chúng ta sẽ chấp nhận rằng là đó chính là, tức là nó quay lại vấn đề cốt lõi của mọi cái sản phẩm tài chính, đó là cái thực sự cái hoạt động kinh doanh ở dưới, anh Long. Ở đây thì một cái khi mà Madoff diễn giả cho các nhà đầu tư thì ông nói rằng là ông có một cái chiến lược gọi là đầu tư vào option rất là hay, và sau đó rằng là nếu như mà thị trường mà cứ sideways hoặc là tăng trưởng thì các bạn sẽ có 15-18%. Nhưng thực sự ở cái thời điểm mà năm 90 cho đến những cái năm mà 2008 khi phát hiện thì không ai có thể hiểu được một cách thấu đáo cái sản phẩm này nó là gì và nó có thực sự diễn ra hay không. Có hai cái điểm ở đây mà mọi người phải rất để ý. Thứ nhất đó là lãi suất, mà đặc biệt là ông nào mà lại cam kết lợi nhuận. Chúng ta thấy rồi, có mấy ông gì đấy, Tiên Sinh gì đấy, ở Việt Nam mình cam kết lợi nhuận rất khủng. Đầu tư mà Forex cam kết lợi nhuận 1% một ngày, hay đầu tư phái sinh cam kết lợi nhuận 4% một tháng. Đấy, thì mọi người có thấy không ạ, Madoff chỉ có đưa cái mức lợi nhuận 15-18% thôi đã sập. Đấy, thì các bạn có thể hình dung một điều rằng là chúng ta thì lại rất dễ dàng tin vào cái mức lợi nhuận mà thậm chí cam kết chắc chắn 40-50%, thậm chí 100%, thậm chí 1000%. Đấy, chúng ta đã tham dự, chúng ta thấy VTV họ đã đưa rất nhiều các cái clip về cái câu chuyện là huy động vốn dạng Ponzi rồi, đúng không ạ? Và họ đưa ra những cái cam kết mà cả 1000%, lãi 1000% một năm, thì bạn kinh doanh cái gì cái lãi gấp 10 lần. Đấy, tôi hỏi bạn cái đấy là cái đơn giản nhất. Thế nhưng mà cuối cùng thì quay trở lại là lòng tham. Và lòng tham thì luôn nghĩ rằng là mình không phải là người cầm củ khoai nóng cuối cùng. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là thông tin minh bạch. Như anh Tuấn có nói, Madoff làm cái gì trong vòng 15 năm không ai biết. Đấy. Và các cái bản báo cáo tài chính và các quỹ đầu tư ở Mỹ thì là bắt buộc phải công bố báo cáo tài chính được kiểm toán. Các cái bản báo cáo tài chính thì được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán chỉ có một người thôi. Đấy. Và từ đó chính cái vụ Madoff ấy, và trong cái nghề kiểm toán và cái thị trường tài chính này, nó phát sinh ra một cái câu nói kinh điển, đó là hãy nói cho tôi biết kiểm toán viên hay công ty kiểm toán của bạn là ai. Đấy, thì tôi sẽ nói cho bạn biết công ty của bạn như thế nào. Đấy, tức là nó nói lên cái tầm quan trọng của cái công khai và minh bạch các cái thông tin, đặc biệt thông tin tài chính. Đấy, chúng ta thấy rằng hàng loạt các công ty ở trên sàn mình thôi, đúng không, các cái báo cáo tài chính chất lượng rất là kém. Đấy, ví dụ như vậy. Đó, thì để cho chúng ta có thể hình dung một điều rằng là cái thị trường nó không phải là thị trường mua đi bán lại rồi ai cũng nghĩ rằng là mình là người kẻ thắng. Nhưng thực ra tất cả những người được gọi là tự mình cho mình thông minh nhất thì chính là những người mất tiền nhiều nhất trong vòng một khoảng thời gian nhất định. Đúng không? Và nguyên tắc cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh lại đó là nguyên tắc về phân tán rủi ro. Dù Madoff có là một cái điển hình thành công, ông có thể là chủ tịch NatSat, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào, hoặc là như các quỹ đầu tư, các quỹ hưu trí dồn toàn bộ tiền, hoặc là cái sự thành công đấy nó có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, cũng không thể nào dồn toàn bộ tiền để đến khi mà cái sự việc nó vỡ lở ra thì có rất nhiều người đã phải tự sát. Vì toàn bộ cái cuộc đời của họ đã được gửi gắm trong một cái sản phẩm tài chính, và sản phẩm tài chính đó cuối cùng là bị phá sản. Đấy, thì coi như là họ không còn tiền để mà lo hưu trí. Thế câu chuyện đặt ra là nó sẽ liên quan đến cái con đường, cái lộ trình mà gọi là, bọn tôi gọi là lộ trình
lập kế hoạch tài chính cho mình để đạt được cái tự do tài chính. Đấy. Tôi hay nói với anh Tuấn là tự do tài chính tuổi 30, tức là mình đến tuổi 30 mình mới đạt được tự do tài chính rồi. Đấy, nhưng mà có những người mà 40 tuổi, 50 tuổi, thậm chí 60 tuổi đấy, mọi người sẽ thấy là 70 tuổi cuối cùng lại bỏ hết tiền vào cho một cái ông mà ông lấy hết tiền của mình. Đấy, thế thì cái dân trí tài chính, cái hiểu biết về con đường, cái cách thức mà làm sao chúng ta chỉ đến 30 tuổi thôi chúng ta đã có thể đạt được cái tự do tài chính rồi, nó sẽ là một cái điều kiện mà rất là quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Ngay cả bản thân Madoff cũng thế thôi. Ông ấy có rất nhiều tiền, ông có danh tiếng, nhưng mà tôi có một cái hình gọi là một cái mô hình gọi là mô hình chữ V kép. Thế nhiều khi ông có danh tiếng quá rồi ông đạt được cái đỉnh cao rồi, thì nhưng mà ông ấy lựa chọn sai lầm và cuối cùng ông lại đi xuống đáy, và cuộc đời của ông ấy kết cục mọi người đã biết là chết trong tù. Đấy, thế thì chúng ta thấy rằng là với mỗi con người chúng ta cần phải đưa ra cái lộ trình và có cái sự hiểu biết nhất định về tài chính cá nhân. Đấy, cái này nó là một trong cái điều kiện để chúng ta có một sống tốt hơn, chứ không phải là chúng ta kiếm nhiều tiền hơn chúng ta giàu có đâu. Chính xác. Đấy. Anh Long nói rất là hay là tự do tài chính tuổi 30. Thế thì quay lại cái trường hợp của Madoff, thì khi ông bị bắt ấy và khi thẩm vấn là tại sao ông lại làm cái việc đấy, thì ông ấy nói một câu rất kinh điển. Ông ấy nói rằng là tôi không thiếu tiền, tức là cái số tiền mà tôi kiếm được ấy đủ để lo cho cuộc sống của con tôi và gia đình tôi trong nhiều thế hệ, và tôi cũng không hiểu tại sao tôi làm cái điều đó. Thế thì nó quay lại một cái nguyên tắc cơ bản rằng là giàu có và tiền bạc ấy đôi khi nó là một cái vấn đề về tâm lý. Madoff có một cái tuổi thơ khá là cơ cực, khi mà cái sức ép của thành công nó rất là lớn khi bố ông bị phá sản trong cái cuộc chiến tranh Triều Tiên. Sau đó thì ông thì luôn 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 ép mình là phải thành công bằng mọi giá. Cuối cùng thì đến khi mà ông đã thành công rồi và ông đã có thể rất là chuyển giao cái tài sản đó cho thế hệ sau là hai người con trai, rất mà thậm chí hai người con trai còn không biết gì về cái kế hoạch của bố cả, dẫn đến là một anh thì phải tự sát 2 năm sau đó, một anh và cái người vợ ấy thì là xin ly dị để tránh cái tên Madoff được gắn cho những người cháu của mình. Thì đây là một cái bi kịch rất là lớn. Thì thêm một cái nữa rằng là Madoff bị một cái mà trong một cái quyển sách mới đây có nói rằng là ông bị ám ảnh về thành công. Ông ấy luôn luôn muốn duy trì một cái hình tượng một người thành công và là một thiên tài phố Wall. Chính vì vậy cái khoản tiền mà ông huy động và ông cũng lại trả lại cho những cái người đến sau thôi. Và người ta đã nói rằng là khi mà kiểm toán lại thì không thấy ông ấy rút ra một đồng nào cả để chi tiêu riêng cho mình. Tuy nhiên thì đấy cũng là một cái bẫy mà khi mà chúng ta đã thành công và chúng ta muốn thành công hơn nữa, và chúng ta cần phải rất là intelligent ở đây anh Long ạ. Tôi nghĩ rằng là Madoff không phải là ám ảnh về thành công mà ông ám ảnh về tiền. Ông ám ảnh về tiền, cái đó là một cái mà không phải ít người, đặc biệt là người Việt mắc phải. Người Việt mắc rất nhiều với câu chuyện ám ảnh về tiền. Thế như vậy thì chúng ta hiểu được cái con đường mà chúng ta phát triển lên và tài chính cá nhân giúp chúng ta độc lập và tự do nó không hề đơn giản. Đấy, thì và một cái bài học nữa có lẽ là chúng ta cần phải hiểu biết về tài chính càng sớm càng tốt. Đấy, càng sớm càng tốt. Cái nào nó sẽ rất là quan trọng. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái chương trình này, chương trình mà ngày hôm nay sẽ mang lại cho các bạn các cái thông tin hữu ích, cũng như là đâu đó từ các bài học từ chính bản thân Madoff, những bài học về cách thức lừa đảo của Madoff, khiến cho tất cả các bạn, đặc biệt những bạn trẻ, có một cái góc nhìn thực sự để cho mình định hướng mình như thế nào. Thế còn cái việc mà gọi là phát triển dân trí và hiểu biết về tài chính thì nó là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng nhất của cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam rồi, VWA. Và theo đó thì chúng tôi VWA có một cái chương trình là Well Intelligent để cho hỗ trợ cho công chúng nói chung có một cái cách thức xây dựng con đường đạt như tôi nói là lộ trình đạt tự do tài chính tuổi 30 mà một cách rất là vững chắc và sống một cách rất là hạnh phúc thay vì rơi vào bi kịch như Madoff. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể đặt lại comment ở trong clip, hoặc các bạn có thể vào group cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, ở đó có rất nhiều các anh chị có thể chia sẻ, hoặc là vào website của chúng tôi của cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam là VWA hay là vwa.org.vn để chúng ta có thể biết thêm các cái thông tin có liên quan. Xin rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi trong suốt cái thời gian vừa qua và ủng hộ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.